phải có thật nè các bạn. Đó nè, coi cái khoang nè, nó là có cái lặn đèn ngay chỗ cửa khẩu nè. Nhảy các bạn nè, anh nói nè, đó là dạng luôn á. Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh lúa miền Tây. Thì hiện tại mình đang có mặt tại nhà của cậu Năm Vui, một cậu nuôi ếch ở miền Tây quê mình nhé. Thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cả nhà cái cách để mà mình phân biệt được cái loại ếch đực và ếch nái để mình chọn giống cho ếch sinh sản như cả nhà. Đó, thì đây là một con ếch đực nó đang kêu nè. Đó, và mình chia sẻ luôn cái tiếng kêu của con ếch như thế nào. Rồi mời mọi người cùng theo dõi video mình nha. Thì đây là cái mồng ếch nái của cô Năm. Cô Năm chưa một mồng này để mà ương ếch sinh sản ra trứng và ếch con nha các bạn. Thì cái mồng này khoảng hơn 4 tháng các bạn. Thì cậu Năm chuẩn bị đưa lên mồng bạc để mà mình ủ lấy trứng cho lấy ếch con. Đó. Đây cậu Năm mới vừa cho ăn xong nó kêu rất nhiều các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ xuống xuồng để coi cậu Năm bắt ếch lên và phân biệt con nào là ếch nái, con nào ếch đực cho các bạn xem nha. Nào dâu nè. Rồi chào các bạn ha, thì mình bây giờ mình sẽ phân biệt cái như thế nào là con ếch nái bây giờ con ếch đực các bạn. Thì cậu Năm đang bắt một con ếch nái nè. Đó, để cái cổ nó trắng tươi ha và cái ếch nái thì nó rất to. Đó, con Năm sẽ thả xuống nè. Giờ con Năm bắt kiếm một con ếch đực cho bạn xem nha. Đó. Đây là cái lứa ếch này một con ếch đực nè. Đó. Bạn thấy để ý cái cổ nó nha. Nè, cái lằn cổ nè, ếch đực thì mình sẽ phân biệt được cái chỗ lằn cái cổ nó có dần đen đây nè, hai bên ha. Đó. Đây là cái lứa ếch chuẩn bị lên mùng nha bạn. Đấy mà làm ếch ương ếch trẻ chuẩn bị cho cái lứa ếch mới của con Năm ha. Đó, một em ếch nái nè. Đã chưa? Ếch này giờ mấy trăm gram à. Ếch nái rồi, kiếm ếch được á. Con này ếch đực phải không? Đực luôn. Đực nè thấy không? Đó, cái lằn đen đó thấy không? Đó, đó. Ừ, nó hốt vô lằn đen đó. Nè. Ha. Mời mất đực. Rồi. Từ từ luôn. Giờ mình sẽ quay cận cảnh cái mùng ếch này. Lúa này nhiêu ngày rồi con Năm? Đó, mùng 8 rồi này. Ở từ tháng nhiêu rồi không? 2 tháng mấy ngày? Cái lúa ếch này là khoảng 2 tháng nè các bạn. Đó. Rất là điệu luôn đó nha. Này nó rất là dạng nè. Nè ăn mình dễ vú nè. Nó dạng dễ bắt lắm á. Này đây là một con chắc con ếch. Ếch này chắc ếch cái. Cái nè. Còn một cái nữa. Này nè.
lúa này 2 tháng nha, còn lúa nãy mình quay là lúa nó cũng 4 tháng hay còn đâu, còn năm. Ừ, lúa nó 4 tháng này. À, thức ăn dư nè, cái này có nuôi kết hợp với cá rô nha bạn, để ăn gớt xuống cá rô ăn luôn. À, rồi anh nằm nè, anh nằm đá không? Đây mình sẽ bắt một con ếch. Con này đực đấy, đực. Ê. Con này mới ép cá nè. Làm đã chưa? Trời ơi, con nó dạng ghê luôn mọi người. Một em ở đực này các bạn. Đó nè, coi cái phang nè. Nó có cái lặng đen ở chỗ cửa khẩu nè. Đó, lặng đen nè. Hai bên nha, con này nhìn vô là biết ếch đực liền á. Cái ai nuôi ếch mà ếch trẻ là nhìn sẽ biết nha. Đó là chỉ các bạn để các bạn không biết thế nào là ếch đực, rồi ếch nào ếch cái. Đây mình sẽ bắt một thêm một con ếch lên nè. Nè, em này mới là ếch cái nè. Đó. Trắng nó không có phang. Ơi ơi ơi. Đây, anh nói nha. Là ôi, ớt mà nó đẹp. Nè, ớt đáy nè. Đó, còn là mặt là ngay chóc ớt đáy luôn. Ừ, cái này trắng tươi à. Đó, con nè. Đó. Thấy chưa? À, con này là con ếch nái chắc rồi. Lứa 2 tháng mà nó phát triển rất là ngon luôn á. Được. Được. Ừ, con này cũng được. Ừ, cái hoàng cổ quá trời luôn à. Bắt cái thử ngay mà được không? Ây, đó, một em được nè. Đó, con này mới nè. Con này mới cái nè. Dạ. Ồ. Nhảy không mày. Nè, anh nói nè. Đó. Đó, đằng kia có con ếch khổng lồ. Nguyên giữa đám ếch. Dạng như nó bự nhất con đám luôn. Nó có những con nó nổi trước á. Con mà nắm nằm chơi dơi nè. Đó, nó bự nhất luôn trong đám á. Rất là dạng. Con này nó đẹp nè. Con này gỡ được. Con này ếch đực các bạn. Lâu lâu vô kêu cái đực. Lâu lâu vô cái là gặp con đực liền. Đó, con đó mấy ếch nái đó. Con bự đó. Kêu nó vô thử coi. Đó, rồi chuối luôn rồi. Em kiếm ngay một con ếch nái cho coi nè. Con này dám ếch nái nè. Đúng rồi. Ở đây nha. Đó nè. Rất thời gian. Rồi thì chắc mình cũng xin phép dừng video đến đây ha. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Bye bye các bạn nha.